Và bây giờ là sang Brendan của Singapore. Ở trong bài thi Nam cửa Nam diễn ra vào buổi sáng ngày hôm qua thì dùng cương, dụng sức và dùng lực. Khác với bài thi côn thuật mang tính chất mềm dẻo và nhu nhuyễn hơn, thì trong bài thi nam côn, các viên phải tung ra những tác mang tính chất kình lực và dùng sức mạnh. Côn thuật cũng là một trong loại binh khí rất lợi hại, có thể dùng để đánh ngắn hoặc dài, và đặc biệt là có thể giải tán được đám đông. Violet number 042.